Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thước đo sức khỏe người hoàn thiện. Quý vị thân mến, sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Sức khỏe thuộc về thể chất và nó cũng thuộc cả về tinh thần. Sức khỏe thuộc phạm trù trừu tượng và cũng rất cụ thể, dù vậy vẫn đo lường được. Tiên sinh George Osawa, người được công nhận là sáng lập phương pháp thực dưỡng, đã đưa ra 7 điều kiện sức khỏe phát triển dần từ thấp đến cao. Đây có thể xem là định nghĩa về sức khỏe rõ ràng, hoàn thiện và bất kỳ người nào cũng áp dụng được. Tiên sinh khuyên là khi bước vào phương pháp thực dưỡng, bạn nên kiểm tra sức khỏe của mình theo 7 điều kiện này và lặp lại đầu mỗi tháng để theo dõi sự tiến bộ của bản thân mình. Điều kiện 1, 2 và 3 thuộc sinh lý, tính 5 điểm cho mỗi điều kiện. Điều kiện 4, 5 và 6 thuộc tâm lý, tính 10 điểm cho mỗi điều kiện. Và điều kiện thứ 7 là quan trọng nhất, chúng ta tính 55 điểm, tổng cộng là 100 điểm. Không mệt mỏi, 5 điểm. Từ khi thức dậy cho đến lúc đi ngủ, không hề có một chút mệt mỏi trên thân xác của mình, dù mình có làm việc suốt ngày hay không làm việc gì. Dù làm việc nặng hoặc việc nhẹ cũng không hề biết mệt mỏi. Dù làm việc khó hoặc việc dễ cũng không hề biết mệt mỏi. Luôn xông pha làm hết việc này đến việc khác, sẵn sàng làm những việc mới và việc khó. Còn một việc gì cho là khó quá, tức là thể hiện sự yếu đuối từ thể xác đến tinh thần. Khi cần thiết, có thể làm việc suốt ngày đêm không ngủ cũng không hề thấy mệt mỏi. Tiên sinh Osawa nói, trong 10 năm mà có một lần bị cảm là thể trạng yếu rồi. Mệt mỏi là nguyên nhân thật sự của mọi chứng bệnh, nhưng nó có thể chữa lành dễ dàng bằng thực dưỡng. Ăn ngon là 5 điểm. Ăn ngon bất kỳ món gì, từ những món nấu cầu kỳ cho đến những món đơn giản. Ăn ngon một cách tự nhiên mà không phải gắng gượng. Cái lưỡi của mình xúc chạm thức ăn một cách thích thú. Một miếng bánh mì khô cứng, một miếng cơm thiêu, một miếng nước đưa vào miệng đều thấy ngon. Ăn cơm nước muối mè số 7 nhiều ngày rồi vẫn thấy ngon. Như thế chứng tỏ bạn có khẩu vị tốt, dạ dày khỏe. Khẩu vị tốt là bạn có sức khỏe tốt và tình dục tốt nên dễ đạt được hạnh phúc trong đời sống vợ chồng. Ăn ngon mới biết tri ân món ăn. Khi nhận quà, cảm ơn người cho quà. Khi nhận sự giúp đỡ, cảm ơn người giúp đỡ. Khi nhận sự ngon miệng từ món ăn thì phải tri ân món ăn. Người có sức khỏe tốt ăn bất kỳ món gì cũng ngon. Người bệnh thấy món nào cũng ngán không muốn ăn. Cho nên còn món nào ta không ăn được là ta còn bệnh. Ngủ ngon, 5 điểm. Ngủ ngon là ngủ một giấc sâu không mộng mị. Nằm xuống trong vòng 5 phút phải chìm vào giấc ngủ. Quá 5 phút mà chưa ngủ là sức khỏe không tốt. Ngủ được bất kỳ lúc nào và bất kỳ hoàn cảnh nào. Quan sát một đứa trẻ ngủ khỏe mạnh là biết liền. Bảo nó nằm xuống ngủ đi con là nó ngủ rất là nhanh. Đi từ đầu đến cuối giường, nhìn lại thấy nó đã ngủ rồi, nhanh lắm. Nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ chuyện này chuyện khác là sức khỏe không được tốt. Người bình thường ngủ khoảng 4 đến 6 tiếng là đủ. Thức dậy đúng giờ đã định là người có sức khỏe tốt. Ngủ không ngon chứng tỏ là sức khỏe chúng ta có vấn đề. Tiếp theo là trí nhớ tốt, 10 điểm. Tất cả những gì mắt thấy tai nghe theo đúng tự nhiên. Khả năng ghi nhớ tăng theo tuổi tác. Tuổi càng lớn nhớ càng nhiều. Gặp một lần thì 20 năm sau vẫn nhớ tên. Ký ức nhiều thì tri thức tăng trưởng. Trí nhớ là nền tảng của nhân cách. Nhớ nhiều mới giúp ta phân định cái nào đúng nhất, cái nào sai, cái nào nên làm, cái nào không nên. Không có trí nhớ tuyệt vời thì ta khó có thể phát triển trí tuệ được. Quyết định của ta thường dựa vào những thông tin ta có được. Trí nhớ càng tốt cung cấp cho ta càng nhiều thông tin và giúp quyết định càng đúng và càng chính xác. Những tín đồ tôn giáo chân chính luôn có trí nhớ tốt, không những nhớ hết những gì xảy ra trong đời này mà còn nhớ tới những kiếp trước. Trí nhớ tốt giúp tăng lòng biết ơn. Lòng biết ơn làm tăng tính nhân ái, đối xử với người khác cũng tốt hơn. Biết ơn mẹ cha, vợ chồng, bạn bè, nhân viên, kẻ thù đã giúp đỡ chúng ta. Những người không biết ơn thường là những kẻ bội bạc, cho mình là quan trọng và mình là người ban ơn. Nói trước quên sau thì làm sao nâng cao trí tuệ được, là biểu hiện não bộ bị trục trặc. Muốn nhớ nhớ không được, muốn quên quên không được là biểu hiện thể xác và tinh thần đều bạc nhược. Thực dưỡng có thể phục hồi và phát triển trí nhớ. Minh chứng là bệnh nhân tiểu đường hay mất trí nhớ, nhưng khi ăn uống theo thực dưỡng trí nhớ phục hồi rất nhanh. Tiếp theo đó là tính tình vui vẻ. Ở mục này thì chúng ta cũng được 10 điểm. Vui vẻ trong mọi hoàn cảnh thể hiện người có sức khỏe tốt. Từ giờ này sang giờ khác, từ ngày này sang ngày khác, không có một giây cao có, nhăn mặt nhíu mày, vui như một đứa trẻ vừa được tặng quà. Cuộc đời này là một món quà tặng vĩ đại, hiểu rằng may mắn được sinh ra trong cõi đời này và được hưởng rất là nhiều thứ, từ thức ăn, không khí hít thở, khoảng không chứa chúng ta, mặt đất nâng đỡ chúng ta, cảnh vật trang trí cho chúng ta. Không bao giờ lo sợ hay lo lắng điều gì. Nếu khó khăn chồng chất làm cho bạn sung sướng, tức là bạn là người khỏe mạnh và có tính tình vui vẻ. Từ trong tâm hồn không có hoàn cảnh nào là khó khăn. Người vui vẻ có tình yêu thương bao la, họ có nhiều bạn bè và nhiều tri kỷ, sẵn sàng giúp họ dù tốn bao nhiêu tiền bạc. Họ thương hết mọi người, mọi thú vật, mọi cây cỏ, sông núi, thậm chí đến hạt cát, cục đất. Bất kỳ ai, cái gì trước mặt của họ đều được thương, không ai, cái gì lọt ra ngoài tình thương của họ cả. Nếu không khiến được vợ chồng, con cái thành bạn thân thiết, chứng tỏ bạn là người bệnh hoạn. Người vui vẻ có khả năng thuyết phục người khác, từ người xấu đến người ác, người hung dữ đến người hiền lương,
Người vui vẻ không còn chứa sự giận dữ trong lòng. Giận dữ nếu có đều xuất phát từ tình thương để dạy dỗ, như người cha còng roi răn đe đứa con. Những người khó chịu, dễ bực bội, cọc cằn, keo kiệt là những người có sức khỏe không tốt. Nếu chúng ta còn ghét người chửi mình, tức là sức khỏe của mình chưa hoàn thiện. Cho đi, và cho đi mãi mãi theo phong cách của người phương Đông là thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với tạo hóa, nhân loại và vạn vật. Sống theo tạo hóa, theo quy luật của thiên nhiên, nhận một trả 10.000. Mẹ trái đất bao năm âm thầm hy sinh để nuôi dưỡng cỏ cây âm thầm hy sinh thân mạng để nuôi dưỡng động vật. Những sự hy sinh này tạo nên cảnh sinh động trên trái đất, chứ không phải cho đi để nhận lại, theo cách thức của người phương Tây, cách thức của người bệnh hoạn. Vì thế, người vui vẻ đi đâu ai cũng yêu mến. Từ bây giờ ta hãy phân phát niềm vui, tiếng cười đến với mọi người, mọi lúc và mọi nơi. Quyết định nhanh chóng và hành động chính xác, 10 điểm. Người khỏe mạnh có khả năng suy nghĩ nhanh chóng và hành động chính xác. Họ sẵn sàng đáp ứng bất cứ yêu cầu, thách thức hay là tai nạn nào. Ví dụ như tiên sinh Osawa đã nhiều lần thoát nạn hiểm nghèo, 2 lần bị kết tử hình, 2 lần nằm trong tai nạn rớt máy bay, 1 lần tai nạn lật tàu lửa và 1 lần tai nạn tàu thủy trúng thủy lôi. Nhiều người chết nhưng tiên sinh không hề hấn gì cả. Sự nhanh chóng và chính xác này vượt qua khả năng của người bình thường. Quyết định không thông qua suy nghĩ nên rất nhanh. Có người đặt ra câu hỏi là trả lời ngay tức khắc. Đây là trí tuệ của thiền sư, của bậc chân nhân. Chạm việc liền đáp ứng nhanh chóng, tinh tế và sâu sắc. Chẳng hạn ánh chớp lóe lên đến được bao nhiêu tia ngay. Người khỏe mạnh ở mức này, họ thể hiện thấu hiểu trật tự của vũ trụ, con người họ nổi bật nhờ áp dụng trật tự này trong cuộc sống. Và cuối cùng là không nói dối, 55 điểm. Điều kiện thứ 7 này là quan trọng nhất. Đạt được điều kiện này là đạt luôn 6 điều kiện trước. Nói cách khác, điều kiện thứ 7 bao gồm cả 6 điều kiện đầu. Trong hàng nghìn hàng triệu người, may ra mới có một người biết được như thế nào là không nói dối. Nhận ra điều này, con người đạt được hạnh phúc thực sự và không còn khổ đau nữa. Điều kiện này cần một bộ sách lớn để diễn tả, tuy nhiên tóm lược vài điểm như sau. Không bao giờ nói dối. Hẹn gặp 9 giờ, chúng ta phải đến trước để gặp đúng 9 giờ. Đến trễ 1 phút là nói dối. Những kiến thức mà chúng ta học được từ sách vở hoặc từ những người khác khi đem ra giảng dạy hoặc nói ra mà xem như của mình là nói dối. Công bằng. Ăn đúng thực phẩm của loài người là công bằng. Thực phẩm của loài người là cốc loại, ăn thực phẩm của loài khác là không công bằng. Giá trị của hạt cát không thua giá trị của hạt kim cương, đó là công bằng. Giá trị sinh mạng của loài động vật không khác nhau, đó là công bằng. Hiểu vậy cho nên không bao giờ xúc phạm đến người khác, dù là một lời nói, một ý nghĩ. Thương mọi người. Còn một người nào mà mình không chơi chung được, không sống chung được là biểu hiện người có sức khỏe không tốt. Trong 100 người mà chơi được 99 người thì sức khỏe vẫn chưa tốt. Người có cái tôi lớn thường không chấp nhận người khác, thường chọn cái này bỏ cái kia là bệnh hoạn. Người không còn cái tôi là người có sức khỏe tốt, có thể chơi sống chung cùng với tất cả mọi người, không phân chia thứ lớp, chơi chung sống chung nhưng vẫn giữ được sức khỏe tốt, trí tuệ tốt. Sống vì hạnh phúc của cõi đời này, hạnh phúc càng ngày càng lớn, hạnh phúc bất tận và muốn đem nguồn hạnh phúc vô hạn này để truyền cho người khác, cho loài khác. Toàn thể vũ trụ này tràn ngập năng lượng của hạnh phúc, con người và vạn vật chỉ cần nhận ra mà thụ hưởng. Hạnh phúc là phải hạnh phúc ngay bây giờ, không hẹn ngày mai. Hẹn ngày mai là tinh thần bạc nhược và sức khỏe không tốt. Họ là người nhận ra trật tự vũ trụ và cả cuộc đời chỉ giảng dạy trật tự vũ trụ, không làm việc khác. Họ sống theo tinh thần tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và hạnh phúc vĩnh cửu. Ha ha ha,